Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng chúng ta đã có cái sự kiện tuần mới của cái tuần 2 từ khi mà ra mắt cái con tướng mới Na Củ Vĩ rồi ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ review về cái event tuần này và cũng như là xem coi có những cái gì mới nha anh em. Có khá là nhiều cái mới đấy nhưng mà không biết là anh em có với tới được hay không nha. Rồi, đầu tiên là chép thư đi anh em ơi. Ngày hôm nay cũng sẽ có một vài code dành cho anh em nha anh em. Sẽ có một vài code đấy. Ồ, cái này là top kinh nghiệm VIP đây anh em ơi. Này là đua top kinh nghiệm VIP nè, trả thêm quà kinh nghiệm VIP nè, với lại quà đua cái gì top chiêu mộ đặc biệt anh em, lấy thêm mấy cái độ viên này để mà khi nào mà nó mở con Na ở trong cái hệ âm dương này đó anh em, SS ngẫu nhiên này nè thì chúng ta bung ra chúng ta mở nha anh em. Nói chung là được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha anh em, được thêm ít ngọn lửa tách ra nè anh em. Ok, lượm luôn nha. Rồi á, cái gì nhất vĩ hình nữa chứ, trời ơi quải thằng mập này thiệt chứ anh em. Đó, nhận được ít quà nữa nha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có huyết ngục anh em ơi. Quà huyết ngục đợt này nhà phát hành bonus cho chúng ta thêm mấy cái lô quan thạch với lại mấy cái phiên sa thạch anh em, rất là ngon ha. Ngoài ra thì 36 lần mở như thế này á thì chúng ta có thêm mấy cái rune hình nhân 9 sao 10 sao anh em. Anh em đi full cái ô thứ nhất, đi full cái phòng thứ nhất anh em thì chúng ta sẽ được 36 lần thôi, rất là ngon nghẻ nha. Tranh thủ anh em lấy nha anh em. 72 lần được trở lên đó thì chúng ta phải nạp tiền anh em ơi. 180 lần được một cái áo du sọc ngựa dằn. Trời ơi, cái này có nộ, có tóc, miễn chống rất là ngon anh em. Cái này mà gắn cho con Na thì thôi tuyệt vời. Nhưng mà thôi, với tới không nổi đâu anh em ơi. Rồi, cái cách để mà chúng ta lấy bùa huyết ngục á thì anh em sẽ xả tài nguyên. Cụ thể là chúng ta sẽ chiêu mộ đặc biệt anh em. Tuần này nó vướng ở cái chỗ là nó sẽ nằm ở trong cái phần chiêu mộ đặc biệt này có là cả bùa huyết ngục và cũng như là có cả cái con đường huyền thoại với âm dương nữa anh em. Nhưng mà xả ở cái tuần này á để mà chúng ta lấy tài nguyên á anh em, cụ thể lấy thêm được cái con Na nữa anh em thì nó rất là thốn. Max bin là tầm cỡ chừng 1.600 cuộn. 1.600 cuộn nha anh em. Đấy, nên là nó hơi thốn nha. Nên anh em muốn đỡ cuộn á thì anh em chiêu 1 đến 2 vòng thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là nạp bù vô nha anh em, không còn đường nào để mà lui nữa rồi. Cái này thì để coi coi, 1, 2, 3, 4 là 8. Cũng sẽ là tương đương với lại cái bùa này. Cái bùa này anh em có thể mua ở trong cái shop luôn nha anh em. Để tí hồi nữa mình tính cái bùa sau đi. Rồi, tiếp theo nữa là cái gói anh em ơi. Gói là gói Củ Vĩ Kurama. Thì cái gói này khi mà chúng ta nạp 180k nó sẽ cho chúng ta thêm một con Na nè. Rồi cho thêm một cái huyết nhâm thạch anh em, rất là ngon nha. Tính ra cái gói này rất là ok luôn á anh em. Gói này nó ngon hơn cái gói vui vẻ đó, đó là gì, nó có cái huyết nhâm thạch anh em, ổn áp ghê nha. Đó, nạp gói này là ổn nha anh em, nếu mà ông nào đang đu Na đấy. Rồi, tiếp theo nữa là con đường huyền thoại anh em ơi. Thì con đường huyền thoại đợt này thì cái quà cuối là chúng ta có một huyết nhâm thạch và thêm một con Na nữa anh em. Và một con Na Củ Vĩ nữa. Đấy, đợt này Na khá là ngon anh em. Và cũng như con Na này hiện giờ đang cái giá trị của nó đang dần giảm xuống để cho anh em chơi game hiện giờ đó thì tiếp cận em nó dễ hơn anh em, 180k một con thôi, không có phải là 360k như là dự tính của nhà phát hành nữa. Nên là anh em nào mà đang muốn chơi con Na cũng như là muốn chơi game lâu dài thì ủng hộ nhà phát hành anh em. Tuần này thì mình ráng cố gắng đi một vòng ở bên này luôn đi anh em, để lấy thêm một con Na nè, lấy thêm một cái huyết nhâm thạch để mà ẹp cái ấn chú cho con Na này nha anh em. 1.000.000 cách ra tự nhiên và 1.000 mảnh vỡ ấn chú anh em. Cái này không lấy thì lấy cái gì anh em. Ở bên cái phần Na này thì chúng ta vẫn có cái quà y chang như vậy luôn anh em. Nhưng mà khác là khác những cái phần quà ở đằng sau này thôi. Chuyến này lấy mảnh đồ viên SS hệ âm dương anh em nhờ. Chuyến này lấy SS hệ... nhưng mà bên này thì nó có thêm cuộn đặc biệt. Ở bên kia đâu có cuộn đặc biệt đâu ta. Có luôn nè. Chuyến này mình lấy SS hệ âm dương đi anh em. Chắc là đi bên thằng Na đi. Đi bên thằng Na nha anh em. Được đó nha anh em, lấy SS hệ âm dương để còn mở ra tướng nữa chứ. 30. Cũng vậy thôi anh em. Đó, nhưng mà được cái thì đi bên thằng Na là có SS này để mà mở ra thằng Na hên xui nha anh em. Đó, chắc là tuần này đi bên này đi em. Cái gì cái quà cuối nó cũng giống nhau à. Rồi ok. Tiếp theo nữa là tuần này nó sẽ có đua top su vòng quay siêu cấp anh em ơi. Top su vòng quay siêu cấp đợt này thì nó sẽ cho chúng ta cái tam nguyệt lưỡi hái là cái top 1 đây anh em. Nó có cả nộ luôn nha anh em. Nhưng mà nó không có tóc thôi. Chí mạng sát thương chí mạng ghê. Tam nguyệt lưỡi hái thì cho mấy cái con nào mà đánh vậy. Cái này nói chung là nó cũng khó chơi lắm anh em ơi, không có tóc, không có miệng trống anh em. Không tóc, không miệng trống thì nó hơi khó chơi một tí. Rồi, cái bảo vật top 2 là con mèo anh em ơi. Con mèo, mèo này thì anh em khá là rành rồi anh em, nói chung là cũng cùi bắp.
Được cái có Đạp Sưng rồi anh em. Đạp Sưng này chơi ok nè. Itachi Susano thì hiện giờ anh em nạp ít á, phẩm như là anh nông dân co chơi cái bảo vật này cũng khá là nhiều luôn á anh em. Top 20 được cái rương nhất vĩ hình. Nói chung là tuần này đua top sushi cup khá là ok nha. Rồi coi sự kiện tuần nha anh em. Ở bên chi mộ đặc biệt này để mình coi rồi mình sẽ tổng hợp lại cái số vé bùa huyết ngục. Chúng ta coi bùa huyết ngục trước đi anh em. Đây, chi mộ đặc biệt 400 nhát được một con na cũ vĩ anh em. Được 4 cái vé âm dương và 5 cái bùa huyết ngục mỗi vòng. À. Rồi tiếp theo nữa đó là chi mộ đại ninja anh em ơi. Ở bên này thì chúng ta sẽ có 3 bùa huyết ngục và 2 vé âm dương anh em. 3 bùa huyết ngục và 2 vé âm dương ha. Su vòng quay bình thường nha anh em. Được 2 vé âm dương và cũng là 3 bùa huyết ngục anh em. Đó, có cả Shuriken nữa nè. Đợt này chúng ta sẽ có thêm một cái shop để đổi quà ha anh em. Có thêm cả một cái shop để mà chúng ta có thêm một cái event quay siêu cấp anh em. Để lấy thêm Shuriken nè, lấy thêm mấy cái mảnh vỡ, nói chung là quà xương xương đấy. Để chúng ta đổi quà nha. Tích lũy kinh nghiệm VIP. À, cái này thì nhiều ông khoái lắm đây nè, nhưng mà không có tiền nè, vậy thôi chỉ ngắm thôi. Ôi cái gì đây? Túi hình nộm. Oh man. Coi sơ bộ cái hình nộm đi ha anh em. Cái hình nộm này thì nó sẽ có tóc, nó có nộ, có miệng trống, có cả chí mạng anh em. Kích hoạt với những cái vai trò thì nó sẽ tăng sát thủ là sát thương chí mạng và sát thương chuẩn anh em. Má ơi ghê vậy. Xuyên thủ máu. Ô. Ở bên tình báo là xuyên thủ vào máu anh em. Đây tốc độ miễn chống ba cái chỉ số đầu ở trên này thì nó là giống nhau hết nha anh em. Nhưng mà hình nộm thì này là tình báo là xuyên thủ vào máu. Tính ra cái cho hệ sát thủ thì ngon ghê luôn á. Rồi hỗ trợ thì nó sẽ trụi má ơi tóc nó cộng 250. Ôi ôi. 250 tóc, 65% máu. Ở trên này có thêm tốc độ nữa nha anh em. Không biết chỉ số máu nó là bao nhiêu. Rồi ở bên hệ chỉ huy và cũng là công máu nha anh em. Công máu. À. Rồi bảo vệ là nó sẽ có giảm thương và 65% máu anh em ơi. Má ơi, ngon anh em. Nói chung cái hình đợt thì ngon quá. Nhưng mà cái giá tiền của nó thì cực kỳ khủng nha. Tuần này chúng ta cũng sẽ có tiêu phí Rio. Móc tiêu phí thì cũng sẽ có Đào Xuân và kiếm Kusanagi ha anh em. Y chang những cái sự kiện tiêu khác thôi. Tuần này chúng ta sẽ có shop rơi ải Shuriken. Anh em có thể đổi Shuriken. Oh man, ngon vậy. Đổi Shuriken ra lấy mấy cái bản vẽ anh em ơi. Ôi chúng ta có bản vẽ làng cỏ bên này nữa nè. 40.000 Shuriken hơi bị chua nha. Bảo vật lòng đèn 80.000 nha anh em. Bảo vật viên hoa 70.000 nè. Cái gì? Bảo vật Itachi Susano là đây. Rồi huyền nhân Shima nữa ha. Cái event này hồi đợt hình như là mình có chơi rồi anh em, mình đổi mấy cái phong bao đằng lá để mà mình lấy cái hiền nhân Shima đó anh em. Đây ở bên này, ô hiền nhân Fukasaku bên này nữa nè anh em. Chà, lấy ở bên hệ bên này hệ lôi cho con Ginkaku được anh em nhờ. Ở bên này á, cái hiền nhân Fukasaku này tuy nó không có tóc nhưng mà cái nộ của nó đạt được đỉnh điểm luôn anh em. Cái nộ nó là 100. À nhưng mà nó không có tóc thôi. Chà, tính ra cái Shima với lại Fukasaku nó giống nhau ghê anh em. Nhưng mà mình không đang tính không lấy anh em. Bởi vì hiện giờ đang có con na đó. Thì mình sẽ nạp mấy cái gói là có na. Rồi event web mà hình như là được 200 lần quay anh em. Thì mình sẽ được một cái Fukasaku. Nên là chắc cũng không có xả để lấy đâu. Lấy thì lấy anh em nhớ. Từ từ anh em nhớ đổi cái thẻ hiền bí này nha anh em. Rất là ngon luôn đấy. 7.000 Shuriken đổi được 2 lần 4.000 thẻ hiền bí. Ở dưới này thì nó bản vẽ nó bán mắc quá anh em ơi. 40.000 Shuriken một cái. Trong khi đó cái mấy cái bảo vật hiền nhân Shima với lại Fukasaku nè. Rồi Sasuke Susano nè anh em. Thì nó bán 50.000. Trời đất ơi thốn nha. Cái này thì anh em phải nạp tiền rồi vô nó mới có thêm Shuriken nha mấy ông. Rồi cửa hàng nhẫn hồn ở bên này thì anh em có thể đổi các cái vật phẩm. Có Shuriken bên này nữa nha anh em. Đợt mình đổi muốn hết luôn rồi. Shuriken bên này đổi hết mấy cái nhẫn hồn rồi. Ê hình như là đợt là đổi bằng cái điểm Daruma chứ không phải là cái Shuriken anh em ơi. Không phải là cái nhẫn hồn. Anh em có thể mua thêm mảnh vỡ ứng chú bên này nữa nha anh em. Đó nói chung là thiếu cái gì thì mua cái đó thôi. Nhưng mà bên này nó bán cũng khá là mắc đó nha. Không có rẻ đâu. Rồi trời tuần này tính ra cũng ngon ghê chứ bộ anh em. Cửa hàng Rio ok. Ưu tiên đổi vé thách đấu. Giấy thách đấu trước ha anh em. Rồi sau đó, rồi, nó có bán thêm cái bùa huyết ngục anh em. Bên này nó sẽ bán 10 bùa huyết ngục trị giá là 3.000 Rio. Gói này anh em bắt buộc phải mua nha anh em. Bắt buộc phải mua. Bởi vì cái móc quay của chúng ta ở bên cái huyết ngục này á, nó sẽ đến đó là 36 nhát. 36 nhát, chúng ta mua 10 nhát rồi. Là cái nhiệm vụ của anh em là chỉ tìm cỡ chừng 26 nhát nữa thôi. Để coi cái 26 nhát rồi chúng ta tìm ở đâu nha.
ở bên chiêu mộ đại ninja này là ba nhát nhân cho 4, 3 x 4 nha anh em. 3 x 4 12. À rồi, xuống vòng quay cũng là 12, cộng thêm 12 nữa là 24 anh em. 24, chúng ta còn thiếu hai cái bộ huyết ngục nữa. Thì anh em ráng cố gắng xả tầm cỡ chừng tới 60 điểm thôi là chúng ta sẽ lấy được thêm full bùa huyết ngục đợt này. À ok chưa anh em, đó là cái về cái bùa huyết ngục nha. Rồi còn về cái phần vé âm dương á, thì ở bên chiêu mộ đặc biệt này á là mỗi vòng là 10 là 4 vé âm dương, 4 nhân cho 4 là 16. À 16 vé âm dương đợt này. Rồi chiêu mộ bên đại ninja bên này là 2 anh em ơi, bên này là 2 là 4 vòng là chúng ta là có 8, cộng cho 8 là ra 24. Ở bên này cũng là 2 luôn, cộng cho 8 tiếp là 32 vé rồi anh em, 32 vé rồi. Anh em nếu mà muốn đi thêm cái con đường huyền thoại này anh em, nạp thêm một cái gói rẻ rẻ bên này nữa anh em. Nó chỉ giá có 90k thôi. 10 vé âm dương nữa là chúng ta có là 42 rồi anh em ơi, 42 vé rồi ha. Còn 8 vé nữa ở đâu anh em? Chúng ta có thể nạp thêm một cái gói bên đại chiến những giả đây anh em. Đây. Gói bên đại chiến những giả này thì chúng ta có 8 vé nha anh em. Đây, 8 vé nè. Mình nhớ cái đại chiến này nó cho 10 vé lần mà anh em, đợt này nó cho có 8 vé. Đó, anh em nạp một cái gói bên này là nó ok hơn. À, có thêm cả một con na và thêm một cái huyết nham thạch nữa anh em, rất là ngon. À, tất cả những cái gói hiện giờ anh em, những cái gói nào mà trị giá 249k mà nạp ở ngoài web là 180k đó thì chúng ta không có phải là nhận một nửa con na là 25 mảnh nữa anh em, mà chúng ta nhận được 50 mảnh, tức là nguyên một con na luôn. Đó là anh em thấy động thái của nhà phát hành, họ đao cái số tiền của con na này về rất là ngon nghẻ luôn nha anh em. Rồi, nạp xong một cái gói này nữa là chúng ta xong 50 lần. Nhưng mà, quên anh em, thêm một cái nhiệm vụ S bên này là có thêm con na nữa nha anh em. Đây, có thêm một con na lại một cái huyết nham thạch nữa nè. Cái gói này tính ra cũng khá là ok. Chà, 150 lần nhiệm vụ S này cũng hơi chô rồi nha. Rồi, nhiệm vụ SS thì được cũng là một con na anh em, nhưng mà quà nó nhiều hơn một cái huyết nham thạch hơn anh em. Chi nã. Đây anh em, gói này gói chi nã đợt này ha anh em. Nhưng mà anh em nếu mà nạp như vậy á thì chúng ta sẽ để mình coi cái gói bắt ở bên này còn vé hay không ta. Gói bắt củ vĩ nè anh em. Ôi bên này không có vé luôn nha anh em, mất vé luôn rồi nè. Oh man, chiến này kiếm mấy cái vé âm dương này hơi bị chua nha mấy ông. Ê, chuyến này kiếm vé âm dương hơi bị chua nha. Để mình tính lại nha anh em. 32 vé rồi. Cộng thêm 10 vé ở bên này nữa. 10 vé bên này nữa là 42 nè anh em, 42 nè. Rồi, nạp thêm một cái gói đại chiến nữa là nó mới là 50 anh em ơi. Nhưng mà tuần này mình nghĩ là anh em chắc là sẽ không có đủ bơ quay đặc biệt đâu. Đó nên là nếu mà anh em xả đặc biệt bên này nó khá là thốn. Tuần này mình tính xả 1 đến 2 vòng thôi anh em. Mình sẽ trừ 8 ra. À, mình sẽ trừ 8 cái vé âm dương này ra. Bây giờ kiếm thêm một cái gói nào mà có 8 vé âm dương đâu anh em. Hầu như mấy cái gói trách ra bên này nó không có bán. Sale cuối tuần x3 Rio nè. Gói Naruto củ vĩ x2. Trời ơi, bên này bên này na nó vẫn bán bằng cái gói giá này nha anh em. Giá này thì anh em nạp mấy cái gói vui vẻ nó ok hơn đấy. Chà, chiến này muốn có một con na nữa hèn gì họ bóp anh em ơi. Bóp mấy cái vé âm dương quá, chuyến này mà không nạp cái gói đó thì chịu đâu có nổi đâu anh em. Để mình tìm cái nguồn nào để mà quay thêm nha anh em, để mà nạp thêm. Rồi coi sơ bộ rồi anh em, hết vé rồi anh em ơi. Rồi tổng hợp lại một lần nữa cho anh em dễ biết nè. Bên chiêu mộ đặc biệt này là 16, bên chiêu mộ đại ninja này là 8, bên chiêu mộ vòng quay này là 8 nữa, là tổng cộng là 32 vé. Anh em nạp thêm một cái gói 90k bên này nữa là được 42 vé. À rồi, nạp thêm một cái gói đại chiến những giả nữa anh em là chúng ta được 42 cộng cho 8 là đủ, vừa đủ 50 vé luôn anh em. Vừa đủ 50 vé luôn. Đó, nhưng mà bắt buộc anh em phải xả mát bên hết chiêu mộ đặc biệt này nha anh em. Đó, nhưng mà cái số vé nó rất là thốn, nó lên tới 1600 vé anh em. Đó, để mà lấy cái con đường huyền thoại này. Nhìn như vậy thôi, ai về nó chua vải trưởng luôn anh em ơi. Rồi, nếu mà như vậy thì tuần này chắc là bỏ anh em không chơi, anh em không chơi. Thường á thì nó bán thêm 8 vé ở bên cái gói bách củ vĩ này nữa nè anh em. Nhưng mà đợt này dạo gần đây nó không bán nữa nha anh em. Nó không bán mấy cái vé bên này nữa anh em ơi. Đó, nên là nó hơi thốn nha.
Rồi, đó là cái cách để mà anh em đi cái con đường dưỡng giả để kiếm thêm thằng Na. Đó, để anh em có tinh thần, anh em chơi, anh em nói chung là nạp tiền rồi mới có thêm thôi. Móc tiêu 3.000 Rio nè. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái gói mà có con Na bán vẻ rẻ. Ví dụ như là gói siêu nhiệm vụ SS nè anh em. Đó, có một con Na, một cái huyết nhâm thạch. Gói đại chiến dưỡng giả được một con Na hoặc một huyết nhâm thạch. Rồi, thêm một cái gói củ vĩ Kurama nữa, được thêm một con Na này, được một cái huyết nhâm thạch nữa anh em. Đó, rồi thay vì anh em nạp gói này, chúng ta nạp thêm cái gói ưu đãi, gói vui vẻ X2 bên này nữa anh em, X2 Rio bên này nữa, là chúng ta được thêm một con Na nữa anh em, mỗi ngày nó bán một con đấy. Đó, nên là ngày hôm nay để mình coi coi mình nạp cái gói này trước đi anh em, qua ngày sau nạp gói sau trước nha. Mấy gói kia cố định hết rồi anh em ơi, nên là anh em cứ từ từ. Mình đang canh canh cái event nào ở trong tuần này để mình coi ngày mai hoặc ngày mốt coi nó có cái event quy đổi code hay là không anh em. Nên là cứ nạp tà tà thôi nha anh em, đừng có dồn ngày một quá nha. Rồi, có một cái thông tin nữa, đó là cái con Obito thì hiện giờ đang vào trong phần thông thạo rồi anh em ơi. Mở trễ vải trưởng luôn ấy. Đây anh em, Obito đã vào trong phần thông thạo rồi. À, nhưng mà anh em, nó cho chúng ta diệt boss đảo trời. Diệt boss làng mây chứ anh em ơi, diệt boss làng mây. Đó, thì cái làng mây này thì anh em biết rồi ha, làm rất là lâu luôn. Nhưng mà may mắn rằng cái con Obito mình cũng đã max tiên thuật rồi anh em. Max tiên thuật rồi nên là không có cần phải farm nữa anh em. Thích thì farm lấy thêm điểm thôi cũng được. Rồi tiếp theo nữa thì nhà phát hành hiện giờ đang update update thêm một cái bản ứng chú mới anh em ơi. Một cái ứng chú mới, đó là cái ứng chú làng làng mây. Đây anh em, cụ thể nó sẽ tăng chí mạng anh em ha. Không biết là bao nhiêu đây anh em. Đây, ứng chú làng mây nha anh em. Đó, có một cái ứng chú mới rồi, để mình quay phát X10 thử có hay không anh em nhỉ. Ứng chú làng mây đúng không? Coi chỉ số luôn nha anh em. Ứng chú làng cỏ cho hệ sát thủ luôn à, xịn thế nhờ. Làng mây không có rồi mấy ông ơi, không thấy làng mây. À trời ơi, hai cái luôn kìa. Đây, làng mây, ô, 35% chí mạng nha anh em. Mà cái bộ này tới bộ 4 anh em ơi. Bộ này là bộ thứ 4 nha anh em, mang 4 cái nó mới kích hoạt. Trời ơi á, tưởng gì, ai da. Yeah. Đó, để cho anh em biết nha anh em, quất mấy phát X10 đó cho anh em xem. Rồi, nhà phát hành hiện giờ cũng đang update cho chúng ta là hai cái quên nãy giờ quên xe code cho anh em. Có code nha anh em. Đây code đây của bạn gì Caesar. À đây là code Na Cụ Vĩ nha anh em, cảm ơn bạn khá là nhiều nha. Rồi còn code nữa nha anh em, còn code nữa anh em yên tâm. Code tiếp theo nữa là code của bạn Huỳnh Thanh Huy, code làng lá. Đây code đây anh em. Đó, code làng lá nha. Thêm một cái code nữa anh em. Rồi, còn code nữa nha mấy ông, còn code nữa. Để mình bôi code này đây anh em, nhập xong chưa? Bôi code này nha, mình nhập thêm một cái code nữa nha anh em. Rồi, thêm một cái code nữa nha anh em. Đây là code củ vĩ Kurama của bạn Tuấn Anh. Cảm ơn các bạn khá là nhiều nha anh em. Hiện giờ thì cái event quay event web đó anh em thì hầu như nó đã đạt được mốc 2 triệu rồi sao đó. Nên là anh em làm biến cày rồi anh em ơi, bắt đầu làm biến cày rồi. Bởi vì bây giờ đâu có cái móc đâu, không biết là Hina có update hay không. Chắc là không update thêm hay sao đó anh em ơi. Đợt này không update thêm nên người ta không có móc thêm nha. Rồi ok, đó là code đợt này nha mấy ông. Rồi bây giờ vô nói về cái update đợt này anh em. Hiện giờ đang có hai cái bảo vật xịn sò lắm anh em ơi. Đó, có tên là dây chuyền hoa phiến đào. Cái chỉ số mát của nó khi mà 6 sao anh em, 300 tốc độ, 220 nộ, 85 miễn chống, 85 chí mạng và cũng như là xét thương chuẩn, 100% xét thương chuẩn. Má ơi, xịn sò vãi cả trưởng luôn anh em. Trời ơi là trời, chưa hết anh em. Thêm một cái nữa đó là dây chuyền Fukuro Kuji Kuzu. Nó tăng phần trăm tốc anh em, 25% tốc độ anh em. Ví dụ như là anh em có 1000 tốc độ thì nó tăng tới 250 tốc độ anh em. Có 3000 tốc độ thì nó sẽ tăng tầm cỡ chừng 750 tốc độ anh em. Má ơi, cái dây chuyền này bá đạo. Dây chuyền này thì nói chung là ở bên thuyền thoại hải tặc thì mình cũng đã thấy rồi anh em, mấy cái đồ này nè. Đó, nhưng mà cái cách thức để mà chúng ta lấy thì nó không đơn giản đâu anh em. Chưa hết nha. Nó tăng thêm 300 nộ nữa anh em. Cái này mà gắn cho con quỷ Na nó dập xuống thì thôi chứ anh em ơi. Ôi má ơi, 300 nộ có dư quá không anh em. Bởi vì max nộ hiện giờ chúng ta cũng là 300 nộ mà anh em. 100% công, 100% xuyên thủ, 100% miễn chống, 100% xét thương chí mạng. Trời ơi là trời, bá đạo anh em ơi.
Rồi, cái cách thức để mà chúng ta lấy hiện giờ đó là anh em phải đạt được VIP 19 và VIP 20. Nói chung là chắc là phải vài tỏi nha anh em, vài tỷ đấy. À, rồi tiếp theo nữa thì cái cách thức lấy đó là cái đua top. Hiện giờ đang có đua top đây nè. Đây. Bảo vật dây chuyền sa bọc, để mình coi coi. Không phải anh em ơi, dây chuyền sa bọc hình như không phải cái đợt update này. Dây chuyền phiến quân đào, không phải nha anh em. Cách thức để chúng ta lấy hai cái này thôi. Còn cái sa bọc đồ các thứ này không phải nha anh em, dây chuyền này không phải nha. Nhầm một tí. Đó, chỉ có một cách thức đó là update lên VIP 19 với lại VIP 20 thôi. Đó, bây giờ sẽ nạp một cái gói nhẹ nhẹ trước đi ha anh em. Chắc là mình sẽ nạp cái gói X2 Rio, gói vui vẻ trước đi. Để mình tính toán lại coi là tuần này lên được E5 bao nhiêu tiên thuật đây là mới tính tiếp được nha anh em. Với lại coi gói nào ngon nữa, tuần này nạp cũng khá là nhiều đấy anh em ơi. Rồi nạp một gói vui vẻ đi, bởi vì cái gói vui vẻ này hiện giờ nó bán chỉ có một gói một thôi anh em ơi. Mỗi ngày một gói thôi à, nên là tranh thủ nạp gói này trước đi. Còn những cái gói đại chiến á, thì ngày nào nó cũng nó sẽ có giới hạn, đó là một tuần lận anh em. Một tuần để chúng ta nạp lận anh em. Ví dụ như mấy gói đại chiến những giả nè, nó có một tuần lận anh em. Nhiệm vụ S nữa nè anh em, nó cũng sẽ có một tuần luôn. Đó, nên là cứ từ từ nha. Rồi bây giờ sẽ vô lấy thêm mấy cái lượt quay đi anh em ơi. Ngày hôm qua có nạp rồi, ngày hôm nay nạp thêm một gói nữa. Ôi vui lòng lóc vào game nó mới ác chứ anh em, phải chữa nha. Lóc bây giờ rồi. Rồi 10 lượt, ủa 10 lượt attack vậy là ngày hôm qua. Ủa 20 lượt. Mỗi lần 10 lượt mới ác chứ anh em. Rồi bây giờ sẽ vô làm một phát X10 có code hay không nha anh em. Có code là share tiếp cho anh em xem luôn nha. Không có cố luôn mấy ông ơi, cốt dạo này chắc là cũng khá là khó để mà chúng ta lấy cốt đấy. Hình như là mình đạt được 100 lượt rồi anh em ơi, 100 lượt đổi rồi. Không cho đổi luôn ta, làm mới coi. Ok, lấy được quà 100 lượt quay rồi nha anh em, được thêm một cái Itachi Susano nè, một cái Đào Xuân nè anh em, chiêu mộ đặc biệt nè. Hết tuần này ráng cố gắng đạt được móc 200 để lấy một cái bảo vật thiền nhân Fukasaku nha anh em. Đây nó có trong này rồi. Tuần này đang tính lấy cái Fukasaku cho con Ginkaku của mình anh em, nhưng mà nạp tiền để lấy con Na đó, nên là chắc chắn sẽ nhận được cái móc này anh em. Cái móc 200 lượt này đã lấy cái Fukasaku rồi, nên là không có nhất thiết là phải vào trong cái Shuriken này để lấy nha. Rồi ok, bây giờ sẽ vào lấy quà để mà up cho con Na đi anh em ơi. Trời ơi, tuần này rất là nhiều cái nữa mà chúng ta chơi luôn á anh em. Hồi nãy có nạp một gói rồi quay thêm event rồi các thứ nữa anh em ha. Nhận luôn đi. Rồi, một con Na nữa nha anh em. Ngày hôm nay lên Na E3 nha anh em. Ngày hôm nay lên Na E3. Ngày hôm qua thì 12 giờ đó anh em, không có gói nào mà có con Na hết anh em ơi. 180k không có gói nào có con Na cả, nên là mình không có nạp được anh em. Ngày hôm nay mới nạp được để up con Na lên đây. Rồi, lên thôi. 1 2 3 4 5. Ok. E3 nha anh em. Hết tuần này thì đáng cố gắng cho em nó lên E5. Rồi lên E4 á thì chúng ta tốn thêm 3 copy nữa nha mấy ông. Rồi ok, coi chỉ số nha, gần 1 triệu công rồi anh em. Và cũng như là 9 triệu máu. Tóc là 2273. Đó, tóc cũng gọi là khá là cao đấy anh em ơi. Rồi lấy luôn cái đạt móc 100 lượt quay nha anh em. Được thêm ít quà nữa nè anh em ha. Được cái Đào Xuân với lại thêm cái Itachi Susano nè. Móc nạp liên server, móc nạp liên nè, rồi móc kinh nghiệm VIP nữa anh em. 500 kinh nghiệm VIP. Rồi ok. Lên nè đồ các thứ xong rồi anh em. Rồi đi giao lưu với lại các bạn top server trong này thử coi đánh đấm như thế nào nha anh em. Nè E3 đánh đấm như thế nào. Bèm mấy ông này thử coi ổn mấy không anh em ơi. Meta hiện giờ khá là nhức đầu nên là vẫn chưa biết bỏ đứa nào ra ngoài. Chắc là chơi team như thế này là ổn rồi nè anh em. Ráng cố gắng hết tuần này lên E5 anh em. Rồi khi mà lên E5 xong rồi á thì chúng ta sẽ tính tiếp tới gọi là thêm 20 mấy con nữa để mà lên tiên thuật mát anh em. Khá là thốn nha anh em, khá là thốn thuận đấy, không phải đơn giản đâu. Nên là cái này phải tính toán kỹ một tí. Để mình tối nay mình ngồi mình tính toán đi, rồi sau đó mình sẽ lên clip và nói về cái hướng đi của cái hạt của mình cho anh em xem ha anh em. Chắc chắn là mình sẽ cho con Na này lên tiên thuật 3.1 rồi đấy. Còn tiên thuật Mad Bin á, tiên thuật 4 chấm á,
hàng Mỹ đó anh em, thì từ từ để tính cho anh em. Bởi vì cái thiên thực 4 chấm là nó phải yêu cầu tới 7 con copy cuối cùng anh em, nó rất là thốn nha anh em. Cứ tính coi 180k một con mà 7 copy anh em cứ nhân lên anh em, 180 nhân cho 7 sẽ nó sẽ rơi vào khoảng 1.2 triệu anh em, 1.2 triệu đó, nó cũng là thốn lắm nha. Nên là đợi con Na nó mở thông thạo nè, rồi đợi con Na nó vào ở trong cái nét hệ ngẫu nhiên bên này nữa anh em, mở ra hên xui nữa anh em ha. Đó, rất là nhiều cái để mà chúng ta tính toán luôn anh em. Chơi game này phải tính toán nạp gói nào ngon, rồi build như thế nào hợp lý nữa mới ổn được anh em ha. Đánh ông Nại Hà coi, Nại Hà này tóc cũng cao lắm nè anh em. Ô, bị chói xui chưa? Ôi ôi á, quỷ con quỷ Obito bên kia đánh cũng đau lắm nha anh em. Anh em muốn không có bị Snowball bởi cái combo Obito ở lại con Jiraiya Sanin á, thì anh em phải có một cái lượng tóc cao hơn đối thủ nè, thì may ra ba phát quá phê. Mình chưa có build cái ứng chú với lại chưa có build cái bảo vật cho con Na nữa anh em ơi. Đang tính toán lại cái team meta hiện giờ đang hơi nhức đầu một tí, nên là chưa có dám chọn nhiều anh em ha. Ở bên kia Na E2 anh em ha, team cũng y chang như mình luôn, cũng Ginkaku rồi các thứ. Đánh đầu ghê chứ bộ anh em. May mà cái quả đầu tiên con Obito nó bị dính cái dính cái chói của cũng nhất anh em, không là mệt mỏi rồi. Rồi cái gì vậy, con Obito bên kia nó né sạch cái đam của team luôn. Vãi chung, nó né sạch hết nộ của thằng Na luôn anh em. Má ơi anh em thấy không, nộ liên tục luôn mà có dính phát nào đâu, kinh khủng khiếp vậy trời. Ông này cũng xong ọp dữ vậy ta. Xá bớt bạn để add anh em khác nha nè. Rồi Seri nè. Á, ông này ổng cũng mới tặng code cho mình nè anh em. Ok, add hết mấy bạn vừa rồi đi anh em ha. Đó, ông này ọp lâu quá thì xá bớt để add anh em trước. Izuna nữa hả? Duy ngã độc tôm nữa nè. Ôi cá nè anh em, để mình đánh thử cái team có cá thôi như thế nào anh em, lâu quá rồi không đánh với cá. Cá cũng rất là khó chịu anh em. Nhưng mà cái meta hiện giờ thì chắc là phải chọn mấy con là xịn hơn. Cá nó trừ nộ ban đầu khó chịu lắm, nhưng mà nó không trừ được Na nha anh em. Na nộ của nó cộng nhiều quá mà. Giáp của Na với lại giáp của con cho ra anh em, thực sự nó rất là dày. Nhưng mà đối với lại con nào sóc đam ghê anh em, dày thì cũng không có dày bao nhiêu anh em, nó đánh vẫn chết như thường à. Ví dụ Ginkaku hút cũng bay, hình như Ginkaku nó hút bay luôn cả cái khiên luôn á anh em. Ôi xém chết, má ơi anh em thấy chưa, nó hút một cái mém lật kèo luôn kìa. Ginkaku là một con lật kèo rất là ghê nha anh em, có thể dùng để đánh với lại mấy ông top luôn ấy. Ui ông này cũng mạnh ghê chưa nè anh em, giỡn đâu. Rồi ok ha anh em, thì để mình tính toán lại cái event này là có nên chơi là không nha anh em. Nói chung là cũng rất là chua đấy anh em ha. Rồi ok, thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay thì like giỏi kênh nha anh em. Cảm ơn rất nhiều nha.